Kính thưa quý vị, chúng ta đang ở trong những ngày của tháng 4 và anh Chi muốn gửi tới quý vị một bài viết của tác giả Ngô Trường An, 30 tháng 4 năm 1975. Ông Ngô Trường An viết, ngày 30 tháng 4 năm 75, một bên người Việt gọi đây là ngày mất nước và một bên gọi ngày này là ngày giải phóng miền Nam. Theo suy nghĩ của riêng tôi thì nhận định cả hai bên đều không đúng. Bởi lẽ cho dù biến cố đau thương xảy ra, nhưng miền Nam Việt Nam vẫn thuộc về người Việt Nam, mà gọi ngày 30 tháng 4 là ngày mất nước thì không phải. Còn nói rằng đây là ngày giải phóng miền Nam thì hoàn toàn sai. Giải phóng là gì? Đó là giải phóng đất nước khỏi xiềng xích nô lệ, giải thoát nhân dân ra khỏi cảnh đói nghèo lạc hậu mất tự do, giải thoát đồng bào ra khỏi chế độ độc tài chuyên chế. Nói chung, giải phóng là thay đổi môi trường sống, làm cho đời sống nhân dân tốt hơn, tự do hơn. Như vậy, ngày 30 tháng 4 năm 75 có thực sự là ngày giải phóng miền Nam không? Chúng ta hãy cùng so sánh giữa hai giai đoạn trước ngày 30 tháng 4 năm 75 và giai đoạn hiện nay để thấy đời sống của nhân dân miền Nam có phải là được giải phóng hay không nha. Trước tháng 4 năm 75, học sinh miền Nam đi học đều được nhà nước Việt Nam Cộng Hòa miễn tiền học phí. Bây giờ không đóng học phí thì không được đến trường. Đó có phải là được giải phóng không? Ngày trước, người dân bị ốm đau bệnh hoạn được nhà nước chữa trị hoàn toàn miễn phí đến khi hết bệnh mới cho về. Ngày nay ốm đau mà không có tiền thì chỉ có nằm nhà chờ chết. Đó có phải là được giải phóng không? Ngày trước, lương một công chức đủ nuôi sống cả gia đình 5-7 đứa con. Ngày nay, cả hai vợ chồng công chức phải chật vật, vất vả mới nuôi nổi hai con. Đây có phải là được giải phóng không? Ngày trước, đất đai thuộc quyền sở hữu tư nhân. Ngày nay, đất đai đều phải về tay nhà nước. Vậy đây có phải là được giải phóng không? Ngày trước, mỗi công dân chỉ cần có thẻ căn cước là có quyền đi ở định cư bất cứ nơi nào trong lãnh thổ. Còn ngày nay, ngoài thẻ chứng minh nhân dân, còn phải có sổ hộ khẩu, sổ gia đình, giấy đăng ký tạm trú tạm vắng mới được ngụ cư. Đây có phải là được giải phóng không? Đây mà gọi là được giải phóng sao? Ngày trước, người dân được quyền tự do ngôn luận, tự do mở tòa soạn, in ấn báo chí, tự do sáng tác, tự do ứng cử vào các chức vụ phù hợp với khả năng của mình, tự do biểu tình, tự do lập hội, băng nhóm, phản đối chính phủ. Ngày nay, người dân chẳng có một quyền hạn nào. Vậy đó có phải là được giải phóng không? Ngày trước, chính phủ xây cô nhi viện để nuôi trẻ mồ côi đến khi trưởng thành, xây viện dưỡng lão để nuôi nấng những người già cả không nơi nương tựa đến lúc qua đời thì lo mai táng mồ mả trọn vẹn. Ngày nay, những người già cả em bé mồ côi lê lết khắp nơi lượm ve chai, bán vé số, ăn xin khắp mọi miền đất nước. Vậy thì đây có phải là họ được giải phóng không? Bởi vậy, ca ngợi cái ngày này là giải phóng miền Nam thì hoàn toàn sai rồi đó, bởi vì nhìn chung giai đoạn hiện nay vẫn thua xa giai đoạn trước. Tạm thời chúng ta bỏ qua cái giai đoạn đói khổ do khắc phục hậu quả chiến tranh, do Mỹ cấm vận như tuyên giáo tuyên truyền là cái giai đoạn từ năm 75 đến 95 đi ha. Chỉ tính sau khi mở cửa và bình thường hóa quan hệ với Mỹ thôi ha. Như vậy thì ngày 30 tháng 4 năm 75 phải gọi là ngày gì cho đúng với bối cảnh lịch sử nước nhà. Hãng thông tấn RFA đó, dẫn lời từ báo chí nước ngoài nhận định 30 tháng 4 năm 75 là ngày Sài Gòn sụp đổ. Vâng, đúng thế. Đó là ngày chính quyền Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ. Một chế độ tự do dân chủ nhân bản đã chết bởi một chế độ độc tài chuyên chế. Chính xác là thế. Nhưng hãy nhận định cho rõ, bởi vì mấy ngày nay trên mạng xuất hiện nhiều cái tút, nhiều cái comment chỉ trích miền Bắc đem quân vào tấn công chiếm miền Nam. Có người còn lớn tiếng dân miền Bắc đói khổ nên tìm đường vào Nam ăn cướp, chơi giải phóng cái gì. Tôi chẳng hiểu những người này trong giai đoạn đó sinh sống ở miền Bắc có dám chống lại chính quyền Cộng sản Việt Nam để từ chối nhập ngũ không nhỉ? Với chính sách hà khắc quản lý con người bằng hộ khẩu và tem phiếu thì bạn chạy đi đường nào mà không tòng quân lên đường vô Nam? Chẳng ai muốn xông vào lửa đạn 9 phần chết 1 phần sống để ăn cướp đâu. Các vị ơi, phải nói rõ ràng thế này, tấn công cưỡng chiếm miền Nam là Tập đoàn Cộng sản Việt Nam. Tập đoàn này bao gồm cả người Nam và người Bắc. Quý vị, chỉ chút căm thù lên đồng bào miền Bắc là vô tình tha thứ cho cái đám người miền Nam như Nguyễn Thị Bình, Huỳnh Tấn Phát, Lê Đức Anh là thủ lĩnh của mặt trận giải phóng miền Nam đấy ạ. Ai ném bom vào nhà hàng Mỹ Cảnh giết chết hơn 50 thường dân, người Nam hay người Bắc? Ai đặt mìn giật sập khách sạn Caravan, người Nam hay người Bắc? Ai lái máy bay ném bom xuống Dinh Độc Lập năm 1962, năm 1975? Ai đặt mìn phá cầu, xả súng vô xe khách, ném bom vô chợ, người Nam hay người Bắc? Nếu không có người miền Nam theo Cộng sản thì bộ đội Bắc Việt có giỏi đằng trời cũng không làm gì được miền Nam đâu ạ. Đánh ở đâu, mục tiêu nào, đường đi nước bước ra sao đều do Cộng sản miền Nam dẫn đường, chỉ lối. Chính bọn họ gây ra cái cảnh máu đổ đầu rơi cho bà con ruột ra của mình chứ không ai khác. Năm 1967, quyền lực cao nhất đã thuộc về tay Lê Duẩn, mà ổng là người miền Nam chứ không phải người miền Bắc. Chính ông cùng với Phạm Văn Đồng là dân Quảng Ngãi nhé, Võ Trí Công là dân Quảng Nam nhé, phát động chiến dịch Mậu Thân kinh hoàng, gây ra cái cảnh tang thương cho đồng bào miền Nam từ Bến Hải vô đến Sài Gòn. Và chính ông Duẩn là người đẩy bộ đội miền Bắc lao vào các cuộc chiến đẫm máu ác liệt như mùa hè đỏ lửa Quảng Trị, Khe Sanh, Đồng Xoài, Ba Tơ và cuối cùng là chiến dịch mang tên Hồ Chí Minh. Là người dân, dù là miền nào cũng chẳng ai muốn lao vào chém giết lẫn nhau đâu quý vị ơi. Đành rằng cái nôi Cộng sản ngự trị ở miền Bắc nhưng không có nghĩa toàn dân miền Bắc đều ủng hộ Cộng sản. Chính họ bị nhà cầm quyền bịt mắt che tai đẩy vào Nam theo tuyên truyền người Nam quá khổ, ngày đêm đang rên xiết dưới gót giày Mỹ Ngụy để khơi cái lòng hận thù của họ đó. Nếu trong gia đình nào có người không chịu đi thì cả nhà đó bị cắt lương thực, bị cắt nhu yếu phẩm. Trong một cái cơ chế bao cấp từ cây kim sợi chỉ đến quả trứng, vậy thì còn đường nào để cả nhà sống mà không phải đi tòng quân? Nếu có trách thì trách cái bọn ăn cơm quốc gia, thờ ma Cộng sản kia, cái bọn mà cha mẹ nó ốm đau được chính phủ chữa trị không tốn xu nào, con cái nó học hành từ nhỏ đến lớn chính phủ cũng chẳng lấy đồng nào, nhà không có ruộng đất, chính phủ cấp ruộng đất cho cày cấy làm ăn. Vậy mà vẫn bỏ nhà bỏ cửa vợ con để lên rừng theo Cộng sản, để rồi đêm đêm mò vào làng xóm thành phố, đốt nhà, giật cầu, khủng bố dân lành. Chính cha tôi là nạn nhân của cái bọn này. Chúng nó bắt cha tôi dẫn đi Thủ Tiêu. Khi ấy tôi vừa tròn 6 tuổi, năm 1964. Tóm lại, nếu không có mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam thì Cộng sản Bắc Việt không thể cưỡng chiếm miền Nam dễ dàng như thế đâu. Điều này phải nhận định cho rõ, chứ các vị cứ trút hết hận thù lên đầu đồng bào miền Bắc mà không đói hoài gì đến cái bọn Nam Cộng là không có đúng đâu nhé.